câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ ba gương mặt của sân Khánh Hòa biển Việt Nam là Phạm Trọng Tĩnh, Trần Đình Khương và Lâm Tỷ Phong. Đây đều là những cầu thủ trụ cột của đội bóng phố biển trong những năm qua. Ba cầu thủ này đã có buổi tập đầu tiên với câu lạc bộ mới vào ngày 21 tháng 9. Hôm nay cũng là buổi tập đầu tiên của em ở ngoài sân cùng câu lạc bộ, và em cảm thấy là các cầu thủ và huấn luyện viên ở đây cảm thấy là rất là thoải mái. Em cảm giác rất là tự tin khi mà bước ra sân cùng câu lạc bộ. Anh em ở đây giúp đỡ em rất nhiều. Thật sự thì đầu tiên em xin cảm ơn câu lạc bộ Khánh Hòa đã tạo điều kiện cho em được trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Và thứ hai là em cũng cảm ơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa em về đây. Và thật sự thì mục tiêu rõ ràng của em về đây là sẽ cố gắng hết mình cùng câu lạc bộ có thể đạt được vị trí cao nhất ở mùa giải năm nay và những năm tiếp theo. Dạ thì thật sự trước khi về đây thì em cũng có thông tin trước đó rồi, nhưng mà em rất là hay xem câu lạc bộ thi đấu. Em chọn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng là em cảm thấy lối chơi ở đây rất là hợp với em, như là phòng ngự phản công em nghĩ là sẽ thích hợp với lối chơi của em nên là em về đây. Dạ, thật sự thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều cầu thủ giỏi, mà em cảm thấy là em sẽ học hỏi ở mỗi người một cái hay gì đó để em có thể hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Dạ, thật sự thì em mới chỉ đến đây 2 ngày thôi, nên là trước khi ra sân thì thầy có nói là em tới đây thì cứ thoải mái, tự tin chơi bóng, và ở đây mọi người rất là thoải mái để giúp đỡ em. Nên là em cảm thấy là rất yên tâm để cống hiến hết mình. Phần còn lại của mùa giải thì sẽ còn 7 trận đấu nữa, và em cũng mới đến đây nên là em nghĩ em sẽ thích nghi với lại lối chơi với lại huấn luyện viên ở đây, đó là điều đầu tiên. Sau đó là em sẽ cố gắng là có một vị trí trong đội hình. Với sự phục vụ của Đình Khương, Trùm Tĩnh và Tỷ Phong, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ có thêm chiều sâu đội hình, sẵn sàng chinh phục các trận đấu sắp tới. Sau trận thua câu lạc bộ Hà Nội tại bán kết Cúp Quốc gia 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn sức tập luyện để chuẩn bị cho sự trở lại của V-League. Tại vòng 12, đội bóng của huấn luyện viên Trung Hoa Song sẽ tiếp đón câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định tại sân vận động Thống Nhất. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.